Thưa quý vị, trước những diễn biến thời tiết phức tạp với nhiều trận mưa rông lớn dẫn đến nguy cơ gây ra các sự cố cho hệ thống điện, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho hành lang lưới điện, từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp và đời sống người dân. Bên cạnh sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, vấn đề này cũng cần sự chung tay của toàn thể người dân, ghi nhận tại một số địa phương trong tỉnh. Theo thống kê của Điện lực Phổ Yên, năm 2023, xảy ra 40 vụ việc có nguy cơ gây sự cố và sự cố liên quan đến vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có 22 vụ. Trong số các nguyên nhân sự cố do diều gây ra 11 lần. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang lưới điện, ngành điện và các địa phương đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền như cắm trên 200 biển cấm cùng pano áp phích tại các địa điểm trường học và các nhà văn hóa trên địa bàn các phường xã trong thành phố tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn, chấp hành quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đề nghị là các sở ban ngành, uh, chính quyền địa phương thì cũng uh, tiếp tục hỗ trợ cho truyền tải điện đô ba trong cái phối hợp tuyên truyền về hành lang lưới điện cao áp. Đấy, cái thứ hai nữa là trong trường hợp diều mà gây sự cố cho lưới điện mà ảnh hưởng đến lưới điện thì đề nghị là công an vào cuộc điều tra cái cá nhân vi phạm và thu giữ cái cái mà, mà ta chứng vật chứng để gây cho lưới điện cao áp của tỉnh Thanh Nguyên. Trong tháng 8 vừa qua, thành phố Phổ Yên và các đơn vị ngành điện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Các xã phường của Phổ Yên đã tiến hành ký cam kết đảm bảo hành lang lưới điện trên địa bàn quản lý. Chạy qua tổ vụ Sơn ấy thì có hai đường điện. Đó là một đường điện 110 kV và một đường điện là một đường 220 kV từ khi mà nhận được các cái công văn của công ty truyền tải điện miền Bắc, chúng tôi đã lồng ghép vào với các cái buổi họp nhân dân, để và trực tiếp tuyên truyền trên hệ thống zalo, trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố. Thế và khi có phát hiện và các cháu đã sử dụng diều, thì chúng tôi cũng trực tiếp đến tận nhà, tận gia đình trao đổi, tuyên tuyên truyền và vận động các cháu. Theo đánh giá của các địa phương, tình trạng thả diều rèo những tháng gần đây có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trước tình hình bất thường của thời tiết, nhiều mưa rông thì nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện vẫn có thể xảy ra. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành điện, các địa phương thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân vai trò của việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Không chỉ để tránh sự cố gây gián đoạn sản xuất và sinh hoạt mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như tài sản vật nuôi của các gia đình đối với xã Thành Công thì vào tháng 3 năm 2024 đã xây dựng văn bản để gửi cho các xóm chỉ đạo tuyên truyền bà con nhân dân đảm bảo an toàn lưới điện đồng thời là tổ chức lồng ghép các hội nghị tuyên truyền qua các hội nghị như là ở xã thì đối với các đồng chí bí thư tri bộ trưởng xóm còn đối với xóm thì cũng lồng ghép các hội nghị của nhân dân thì các đồng chí trưởng xóm thì sẽ tuyên truyền qua các hội nghị của xóm cơ bản bà con đều đồng tình ủng hộ cái việc đảm bảo an toàn cho tính mạng cho con người cũng như là động vật. Theo nghị định 14 năm 2014 của chính phủ quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khoảng cách tối thiểu phải đảm bảo từ 1 m đối với đường dây 22 kV đến 4 m đối với đường dây 110 kV. Do đó người dân có đất mà đường điện đi qua cần có sự tìm hiểu đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ thống truyền tải do công việc thì cũng nhiều khi không để ý thì cây cối nó tốt nên thì ngay này bên ngành điện thì cũng thường xuyên là đi phát chặt thì gia đình cũng tạo điều kiện là cho anh em làm cho nó an toàn cho gia trước mắt là gia đình sau là người dân chung quanh đặc biệt là đối với các cái chủ các cái vườn cây đấy là có gần cái đường dây trung thế để thì là các hộ dân cũng rất là tạo điều kiện phối hợp với điện ngành điện là chặt tỉa có những hộ thì chủ động là gọi điện cho ngành điện để đề xuất xử lý và chúng tôi cũng đã sắp xếp thời gian bố trí phối hợp cùng với các cái hộ dân đấy để mà phối hợp xử lý triệt để các cái hành lang mà nó đang có cái nguy cơ gây mất an toàn và các cái cây mà nó đã gần chạm đến đường dây để thực hiện cái việc đó song song với cái việc đó thì chúng tôi nhận thấy một cái việc là người dân cũng nâng cao cái ý thức về cái việc là xây dựng các công trình cũng chấp hành theo cái các cái quy định hiện hành từ đầu năm đến nay, Điện lực Phổ Yên đã liên tục giả soát trên địa bàn để phát hiện những điểm có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện. Qua hoạt động tuyên truyền đã tiến hành chặt bỏ hoặc chặt tỉa cây tại trên 1.000 điểm. Tại các địa phương khác của Thái Nguyên, công tác đảm bảo hành lang lưới điện cũng được chú trọng, đặc biệt là các đô thị lớn, khu vực có nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất hoạt động. Đơn cử như thành phố Thái Nguyên, qua 8 tháng năm 2024 đã khắc phục dứt điểm trên 900 vị trí, cắt tỉa trên 30.000 cây xanh, thành phố Sông Công trong thời gian qua cũng đã tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Về phía phòng quản lý đô thị với điện lực thì hàng quý là chúng tôi có văn bản. Khi kiểm tra có cây vi phạm thì đều gửi văn bản ra phòng quản lý đô thị để phối hợp cắt tỉa vừa đảm bảo mỹ quan, đảm bảo được chỉnh trang đô thị cũng như là đảm bảo hành lang an toàn lưới điện nên không xảy ra vấn đề cây vi phạm được đây. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có một số văn bản chỉ đạo liên quan đến các nội dung bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, quản lý cây xanh đô thị. Để thực hiện các nội dung trên, ngoài trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thì vai trò của người dân cũng rất quan trọng. Về lâu dài, các hành vi nguy cơ gây mất an toàn lưới điện cần được giảm thiểu như thú chơi diều, xây dựng công trình, trồng cây lấn chiếm hành lang an toàn, đồng thời cần thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt để hạn chế nguy cơ mất an toàn lưới điện có thể xảy ra với nhịp độ giao thông thông thoáng trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các nút giao cửa ngõ thành phố Thái Nguyên nói riêng, cộng với việc chủ động lực lượng, phương tiện trong triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nên trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn được bảo đảm ổn định, không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại bến xe khách Thái Nguyên, nếu như ngày thường có khoảng 240 lượt xe khách liên tỉnh ra vào bến thì ghi nhận trong dịp nghỉ lễ năm nay lưu lượng xe trong ngày đông nhất chỉ vào khoảng 260 lượt. Mặc dù vậy cơ quan chủ quản cũng đảm bảo nhân lực để vận hành bến, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn xe ra vào bến đảm bảo an toàn giao thông. Đối với các phương tiện là vào bến thì đơn vị chúng tôi cũng có một cái bộ phận kiểm tra các toàn bộ cái trang thiết bị đối với khi xe trước khi xe vào bến và xe xuất bến. Còn tại các điểm nút giao thông chính, mật độ các phương tiện có tăng nhưng không đáng kể. Việc lưu thông cũng nhịp nhàng và ít xảy ra những lỗi vi phạm do áp lực phương tiện gia tăng đột biến gây ra. Xuất bến đúng giờ và đi đúng tốc độ, không chở quá người quy định và cũng không chèn ép gì khách. Tính trung trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Lực lượng chức năng cũng xử lý gần 500 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn, hơn 530 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ. Các bến xe khách trên địa bàn cũng phục vụ cho trên 23.800 lượt khách tại các điểm đầu bến xe. Ngày 30 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 4869 về việc tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu công văn số 5514 ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, khẩn trương tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, kịp thời, đúng quy định chuyên mục hộp thư truyền hình của đài phát thanh truyền hình thái nguyên cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại